Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Sức Khỏe Tự Nhiên. Kính chào quý vị và các bạn. Thay mặt những người làm chương trình, chúng tôi xin kính chúc quý vị và các bạn dồi dào sức khỏe và tràn đầy niềm vui trong cuộc sống. Chào mừng quý vị và các bạn trở lại với chuyên mục Sức Khỏe Tự Nhiên. Nội dung chương trình bao gồm các phần chính sau đây. 1. Ba kiểu người không nên ăn bắp cải, kẻo tổn thọ. 2. Dấu hiệu gan nhiễm mỡ ở người gầy và cách điều trị. Và 3. 4 loại nước uống trước khi đi ngủ giúp lọc sạch mỡ máu. Sau đây là nội dung đầu tiên. Ba kiểu người tuyệt đối không nên ăn bắp cải. Quý vị thân mến, bắp cải có nhiều công dụng cho sức khỏe như giúp chống suy nhược thần kinh, giảm đau nhức, phòng chống các bệnh ung thư, tim mạch và nhiều loại bệnh khác. Tuy nhiên, những người sau đây tuyệt đối không nên ăn bắp cải, nếu không bệnh tình thêm trầm trọng. Kiểu người thứ nhất, người bị bệnh bướu cổ. Bắp cải chứa một hàm lượng nhỏ goitrogen, chất này có tác dụng chống oxy hóa, nhưng lại có thể gây bướu cổ. Vì vậy, người bị rối loạn tuyến giáp hoặc bướu cổ không nên ăn bắp cải, vì nếu không sẽ làm tuyến giáp hoặc bướu cổ phù to ra. Bệnh tình nghiêm trọng hơn nếu mắc phải các chứng này, tốt nhất bạn nên kiêng ăn bắp cải cho đến khi khỏi hẳn. Hoặc khi chế biến bắp cải, hãy cắt nhỏ và ngâm trong nước 5 đến 10 phút để đợi goitrogen phân hủy hết, giúp bạn hấp thụ 100% dinh dưỡng từ bắp cải mà không lo tác dụng phụ. Kiểu người thứ hai, người bị đau dạ dày kinh niên. Bắp cải đúng là có tác dụng phòng ngừa ung thư dạ dày, nhưng bắp cải sống lại có thể khiến bạn khó tiêu và sình bụng. Nguyên do là trong bắp cải có quá nhiều chất xơ. Nếu ăn sống sẽ càng khó tiêu hóa hết lượng chất xơ, tạo thêm áp lực cho dạ dày và nội tạng. Nói chung, người bụng yếu, dạ dày có vấn đề thì chỉ nên ăn bắp cải nấu chín, tuyệt đối tránh ăn sống. Kiểu người thứ ba, người bị bệnh thận, suy thận. Tương tự như người mắc bệnh dạ dày, người có bệnh thận thường đi kèm chức năng tiêu hóa kém. Nếu ăn quá nhiều bắp cải sẽ càng khó tiêu, gây áp lực cho thận, khiến bệnh nặng nề thêm. Đặc biệt, người Việt Nam ta lại có thói quen ăn bắp cải muối. Vô tình đưa một lượng muối khổng lồ vào người, khiến hai quả thận càng thêm suy yếu. Cách tốt nhất để hấp thụ dinh dưỡng từ bắp cải là luộc chín, ít gia vị, giữ nguyên vị ngon ngọt tự nhiên và giá trị dinh dưỡng trong loại rau quý giá này. Kính mong các bạn nội trợ hãy ghi nhớ nguyên tắc nấu nướng này để đảm bảo sức khỏe cho cả gia đình. Xin chuyển sang nội dung tiếp theo. Dấu hiệu gan nhiễm mỡ ở người gầy và cách điều trị. Gan nhiễm mỡ nếu không được điều trị có thể dẫn đến xơ gan, ung thư gan, là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu. Có rất nhiều người cho rằng gan nhiễm mỡ là bệnh riêng của người béo phì, còn người gầy sẽ không bị gan nhiễm mỡ. Thực tế thì không phải vậy. Người gầy, đặc biệt là những người giảm cân, bị gan nhiễm mỡ là do ăn kiêng quá đà, gây nên. Cơ chế gây bệnh như sau. Khi ở trong tình trạng đói, cơ thể sẽ không có đủ lượng đường gluco cần thiết, do đó sẽ phải dùng đến lượng mỡ tích lũy trong các bộ phận của cơ thể để chuyển hóa thành đường glucose, dẫn đến axit béo tự do trong huyết thanh tăng cao. Phần lớn axit béo này đi vào gan, gây gan nhiễm mỡ. Dấu hiệu gan nhiễm mỡ ở người gầy. Thứ nhất, thường xuyên đói và thèm ăn. Một dấu hiệu sớm để nhận biết bệnh gan là bạn thường xuyên cảm thấy đói hoặc rất thèm đồ ngọt. Những thói quen này chỉ làm gia tăng mỡ trong gan. Bạn ăn cái gì thì bạn sẽ trở thành cái đó. Nếu ăn nhiều thực phẩm giàu đường bột, theo thời gian, sức khỏe của bạn sẽ tụt dốc không phanh. Thứ hai, người luôn mệt mỏi. Bệnh gan nhiễm mỡ không có triệu chứng rõ rệt. Do đó, bạn sẽ không thể biết mình bị bệnh trừ khi là làm xét nghiệm máu hay sinh thiết gan. Tuy nhiên, nếu bệnh đã tiến triển thành xơ gan, bạn có thể xuất hiện tình trạng mệt mỏi và yếu ớt vì xơ gan là một bệnh mãn tính và có thể dẫn đến ung thư.
nên tốt nhất phải đi điều trị ngay. Thứ ba, bụng phải phía trên hay bị đau. Triệu chứng này sẽ chưa xuất hiện cho đến khi bạn bị xơ gan. Các dịch trong cơ thể sẽ bắt đầu tích tụ ở bụng và bạn rất dễ bị đau bụng. Tình trạng chán ăn cũng là một triệu chứng của xơ gan. Thứ tư, đầu óc thiếu tỉnh táo. Đầu óc thiếu tập trung, thiếu tỉnh táo có thể là một dấu hiệu của bệnh gan nặng. Vì gan không thể chuyển hóa bình thường được nữa, nên lượng độc tố mà gan thường giải phóng vào máu sẽ di chuyển lên não. Nếu bạn ngày càng mất phương hướng và rối loạn đầu óc, hãy đến bác sĩ ngay. Thứ năm, cholesterol tăng cao. Hàm lượng mỡ trong máu cao, dù triglyceride hay cholesterol xấu, đều báo hiệu gan của bạn đang dư thừa mỡ. Gan cũng tự sản xuất cholesterol và đẩy vào máu, nhưng khi bạn ăn thực phẩm nhiều chất béo bão hòa và chuyển hóa, gan sẽ giải phóng thêm nhiều chất béo trong cơ thể và làm gia tăng cholesterol. Thứ sáu, bị bệnh đái tháo đường. Trong một nghiên cứu trên 100 người tiểu đường, dù họ không hề có dấu hiệu bệnh gan, nhưng khi được làm kiểm tra cộng hưởng từ MRI thì 65% số này đều bị gan nhiễm mỡ, cùng với các dấu hiệu trên. Nếu gan nhiễm mỡ chuyển sang giai đoạn sau, cơ thể sẽ có biểu hiện đặc trưng của bệnh gan như đau tức hạ sườn bên phải, vàng da, màu mắt u mạch nổi lên trên da, xuất cân nhanh chóng. Nếu bạn thấy các biểu hiện trên, bạn hãy lập tức đến bệnh viện kiểm tra xem mình có bị gan nhiễm mỡ hay không. Biện pháp phòng tránh gan nhiễm mỡ cho người gầy: duy trì lối sống lành mạnh và ăn uống khoa học là biện pháp đơn giản nhất để bạn có thể phòng tránh bệnh gan nhiễm mỡ. Bạn có thể thực hiện theo lời khuyên sau đây. Dành thời gian tập thể dục thể thao mỗi ngày giúp tăng cường sức khỏe và cải thiện hoạt động của các cơ quan nội tạng bên trong cơ thể. Đồng thời, đây còn là cách giúp đánh bay lượng mỡ thừa tích tụ bên trong cơ thể và hỗ trợ điều chỉnh cân nặng về mức hợp lý. Thực đơn ăn uống hàng ngày cần cung cấp đầy đủ các nhóm dưỡng chất cần thiết cho cơ thể. Tuyệt đối không ăn kiêng quá mức để giảm cân, khiến cơ thể bị thiếu hụt dưỡng chất. Bên cạnh đó, bạn cũng cần hạn chế tiêu thụ nhóm thực phẩm nhiều đường, thực phẩm giàu chất béo, đồ ăn cay nóng, hạn chế tối đa việc tiêu thụ rượu bia. Đây là nhóm thực phẩm chứa nhiều độc tố gây hại đến sức khỏe. Lạm dụng rượu bia cũng được xem là nguyên nhân hàng đầu gây ra bệnh gan nhiễm mỡ. Trong đời sống sinh hoạt hàng ngày, bạn nên duy trì tâm trạng vui vẻ và thoải mái, cân bằng giữa thời gian làm việc và nghỉ ngơi để tránh bị stress, ngủ đúng giờ và đủ giấc. Nếu thuộc nhóm đối tượng có nguy cơ cao, bạn cần thăm khám sức khỏe định kỳ để sớm phát hiện ra bệnh, tránh tình trạng phát hiện bệnh ở giai đoạn muộn, gây khó khăn cho việc điều trị và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Xin chuyển đến nội dung tiếp theo. 4 loại nước uống trước khi ngủ giúp lọc sạch mỡ máu. Thứ nhất, nước bí đao. Các nhà khoa học đã tìm thấy trong bí đao hai hợp chất vàng giúp giảm cholesterol và đường trong máu, đó là histidine và caparic. Khi đi vào cơ thể, hai chất này sẽ ngăn chặn lượng đường trong cơ thể chuyển hóa thành mỡ, tránh tích tụ mỡ thừa, hỗ trợ giảm mỡ máu và kiêm luôn nhiệm vụ phòng ngừa tiểu đường cực hiệu quả. Bí đao thường khá lành tính nên có thể uống bất kỳ khung giờ nào trong ngày. Tuy nhiên, riêng người bị huyết áp thấp thì nên kiêng uống thức uống này vì nó có thể làm lượng đường huyết giảm xuống đột ngột. Thứ hai, nước mật ong ấm. Trong mật ong có chứa vô vàn vitamin và khoáng chất bổ dưỡng có tác dụng chống oxy hóa, kháng khuẩn, kháng viêm vô cùng mạnh mẽ. Cũng vì thế mà uống mật ong ấm mỗi tối đem đến vô vàn tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe như giảm cholesterol xấu, ổn định tim mạch, điều trị một số bệnh về đường ruột và quan trọng hơn hết là giúp giảm cảm giác bồn chồn, lo âu, giúp ngủ ngon. Chị em phụ nữ lại càng nên dùng mật ong để có làn da tươi trẻ và hồng hào. Thứ ba, sữa đậu nành không đường. Theo nhiều báo cáo y tế,
Thành phần isoflavones trong đậu nành làm ức chế sự sản sinh lượng mỡ thừa trong cơ thể con người. Ngoài ra, đậu nành còn giúp làm giảm cholesterol xấu, ngăn ngừa các bệnh về tim mạch. Thời điểm lý tưởng nhất để uống sữa đậu nành là 1 đến 2 tiếng trước khi đi ngủ, sẽ giúp đậu nành phát huy tối đa công dụng, hỗ trợ kiểm soát tốt sự tái tạo mỡ, lọc máu mỡ và giảm cân nhanh chóng. Thứ tư, trà hoa cúc. Đứng cuối cùng trong danh sách chính là thần dược trị mất ngủ được nhiều người truyền tai, đó là trà hoa cúc. Ngoài tác dụng an thần, uống trà hoa cúc 30 phút sau bữa tối còn giúp thanh nhiệt giải độc, giảm lượng cholesterol xấu trong máu, thậm chí còn được chứng minh là ngăn ngừa tế bào ung thư hình thành và lan rộng. Xin chuyển sang nội dung cuối cùng. Mỗi tối, uống một cốc hành tây sạch mỡ máu, ngừa ung thư. Thưa quý vị, hành tây được giới dinh dưỡng ví như viên kim cương trong nhà bếp vì lợi ích sức khỏe của nó, đặc biệt nước ép hành tây sống có giá trị chữa bệnh vượt trội. Uống nước ép hành tây mỗi tối, ta nhận được ít nhất 5 lợi ích sau. 1. Hạ huyết áp cao. Hành tây là thực phẩm hạ huyết áp tốt nhất hiện nay. Nó thậm chí còn được nhiều bác sĩ bổ sung vào thực đơn cho bệnh nhân cao huyết áp tim mạch. Trong hành tây có một chất giúp mở rộng mạch máu, tránh tình trạng máu dính và bị tắc nghẽn, phòng ngừa hình thành huyết khối, từ đó có thể làm giảm huyết áp. Ngoài ra, quercetin trong hành tây cũng có tác dụng tích cực rất lớn trong việc ngăn ngừa xơ cứng động mạch. Vì vậy, một ly nước hành tây mỗi ngày rất có lợi cho việc hạ huyết áp, hạ lipid máu và bảo vệ sức khỏe mạch máu. 2. Chữa mất ngủ. Nghiên cứu cho thấy, hành tây có một loại axit amin có khả năng cải thiện chất lượng giấc ngủ và giảm căng thẳng. Sau khi dung nạp vào cơ thể, chất này sẽ kích thích sản sinh gấp đôi serotonin, chất dẫn truyền thần kinh có tác dụng điều chỉnh tâm trạng và giúp ngủ ngon, ngủ sâu giấc hơn. Ngoài ra, hành tây còn chứa hàm lượng vitamin C dồi dào. Bên cạnh tác dụng tăng cường chức năng đề kháng, vitamin C còn có hiệu quả trong việc giảm căng thẳng thần kinh bằng cách ức chế các hormone gây căng thẳng được tuyến thượng thận bài tiết. Người mất ngủ do hệ thần kinh hay stress đều có thể uống nước hành tây giúp ngủ dễ dàng. 3. Ngừa ung thư. Về lâu dài, thói quen uống nước hành tây buổi tối có thể giúp ngừa ít nhất 5 bệnh ung thư, đặc biệt là ung thư đường tiêu hóa như dạ dày, trực tràng và gan. Nguyên do là hành tây chứa selen dồi dào, một chất chống oxy hóa cực tốt, giúp ngăn ngừa khối u hình thành từ sớm. Ngoài ra, nó cũng giúp thải độc, lọc mỡ trong nội tạng, ngăn chặn các bệnh tiêu hóa và về lâu dài cũng giúp ngừa ung thư. Để hành tây dễ uống mà vẫn đạt hiệu quả cao, ta có thể hấp như sau. Hành tây rửa sạch các hạt lựu, đặt bát hành tây vào nồi nước để hấp cách thủy trong khoảng nửa giờ. Ta sẽ thu về khoảng 60ml nước uống mỗi tối và bỏ phần bã. Sau khi hấp hành tây sẽ bớt mùi hăng, tăng vị ngọt, dễ uống hơn hẳn. Xin chuyển đến nội dung tiếp theo. Chải, xoa, nắng ba chỗ này, gan hết sạch độc tố. Dĩ nhiên phòng bệnh vẫn hơn chữa bệnh. Hàng ngày có 3 việc đơn giản giúp bạn thải độc và dưỡng gan khỏe mạnh. Đây là kinh nghiệm sau hơn 10 năm nghiên cứu bệnh gan của bác sĩ Trần Quốc Hùng, nhà nghiên cứu đông y nổi tiếng của Trung Quốc. Theo ông, muốn gan khỏe và sạch độc, hãy tác động vào những vùng sau. 1. Chải đầu. Da đầu và lá gan tưởng như không liên quan nhưng lại gắn kết mật thiết với nhau. Nguyên do lớn khiến gan tích tụ độc tố, suy giảm chức năng là do máu không bơm đủ, khiến nó không có năng lượng làm việc. Việc chải tóc và tác động da đầu giúp kích thích máu tuần hoàn, đưa lượng máu, chất lượng từ não bộ vào lá gan, thúc đẩy quá trình tự làm sạch và hồi sinh của gan. Theo bác sĩ Hùng, nên chải tóc lược gỗ 20 đến 30 lần một phút,
làm từ 3 đến 5 phút mỗi ngày, một lần trước khi ngủ. Bắt đầu từ việc chải tóc phía trước rồi mới đến tóc sau gáy. Chải nhẹ nhàng, xuôi theo chiều đi xuống của cơ thể, giúp bơm máu từ từ đến các cơ quan nội tạng. 2. Xoa và kết hợp ngâm chân. Lòng bàn chân là tấm gương phản ánh nội tạng vì nó chứa hơn 60 huyệt đạo nối với gan, thận, dạ dày. Ngâm chân nước ấm là liệu pháp tuyệt vời nhất để giải độc gan và giảm mệt mỏi cho toàn thân. Nước ấm có thể thúc đẩy lưu thông máu trong cơ thể, cùng nuôi dưỡng và bảo vệ gan. Theo bác sĩ Hùng cũng như các chuyên gia sức khỏe khác, nhiệt độ nước ngâm lý tưởng là 40 độ C, ngâm tối đa 30 phút mỗi tối. Kết hợp xoa hai lòng bàn chân với nhau sẽ giúp cả gan lẫn thận phục hồi sau một ngày làm việc mệt mỏi. 3. Nắn hai tay. Lời khuyên cuối cùng của bác sĩ là hãy cố gắng massage tay thường xuyên. Bởi tai nhìn nhỏ bé vậy thôi, chứ chứa rất nhiều huyệt đạo liên quan đến nội tạng. Hãy sử dụng ngón trỏ, ngón giữa và ngón áp út để xoa tai liên tục và kích thích tối đa các huyệt đạo. Có thể kết hợp xoa nắng kéo nhẹ phần dái tai để tăng hiệu quả dưỡng gan, bổ thận. Thực hiện việc này khoảng 20 lần mỗi bên là đủ. Duy trì việc này mỗi ngày sẽ giúp gan được tập thể dục, hoạt động mạnh mẽ, thải độc và tái sinh nhanh chóng. Thưa quý vị, tổng kết lại, lá gan có tác động rất lớn đến cơ thể con người. Nếu bạn muốn cơ thể mình luôn dồi dào, minh mẫn và trẻ lâu thì nhất định phải cải thiện sức khỏe gan, thay đổi một vài thói quen ăn uống, thực hiện một vài động tác dưỡng gan, đều là những việc đơn giản không tốn thời gian, nhưng chắc chắn nó giúp bảo vệ bạn khỏi một loạt bệnh tật phiền toái trong tương lai. Đến đây, chương trình Sức khỏe tự nhiên cũng xin được phép khép lại. Hẹn gặp lại quý vị trong các số tiếp theo cùng nhiều thông tin bổ ích khác.